chính với ông Dượng đi đập vớt nè cả nhà. Quá trời mưa luôn, hôm qua không quay vô cả nhà. Đầu tiên là chính cũng bên chào cô chú anh chị các bạn. Chúc cô chú anh chị bạn ngày mới vui vẻ, an lành, hạnh phúc. Để đập ở trong mương cam nè cả nhà. Cam bữa nay quá trời tốt. Hả? Ai biết? Ai biết Dượng? Đây là của ông Việt Nam, em coi là của Dinh chưa có vợ. Ở dưới sao coi ông vợ có không? Quá trời luôn. Dinh cam nó tốt. Có không? Hả? Đâu? Đó. Một cái thôi vậy được rồi. Nhìn có lọc tàu con cua. Đó, bọn đó rồi, đủ hết trơn. Tâm bự bự không ha. Bên này không có cua chắc bả. Vậy là hết nó đi thôi chứ không phải bao nhiêu. Cái nhúm nhúm nhỉ. Nhiều nhúm cũng được. Nhiều nhỏ góp lại thành to. Chuẩn bị mưa nữa đang mưa cả nhà. Tối giờ mưa quá trời luôn. Giờ mới tưởng đâu nắng, giờ chuẩn bị mưa nữa nè, báo mưa báo quá trời. Nhiều không cái đó. Nhảy lấm chấm gì. Dạ. Thấy ham không? Ôi bao nhiêu thiệt chứ, bằng hai cái cơ nè. Bằng hai ba cái nãy này anh chứ. Ừ. Nặng luôn. Thấy được vậy không? Ôi dồi ôi nè. Tập trứng không ha? Trứng không á. Đặc lập nó cũng vô tập trứng không à. Đặc lập cũng thấy ham luôn á. Đặc lập vô nó chắc lội đó. Đặc lội luôn. Quá trời ngon cả nhà. Ở cái đầu cam này mình cũng đặt mấy cái nè cả nhà. Quá trời mưa luôn. Và tính quay cho cả nhà xem mà quay không được, mưa quá. Đây cái nè cả nhà. Đây. Đi dở vô nhà xem, mưa quá. Sáng này cũng đang mưa nè cả nhà. Dở là có không nha. Được nhiêu nè cả nhà. Cái một đó hả? Ừ. Trời ơi yếm vậy. Đây cái nữa cả nhà. Có không nha. Mưa quá trời luôn. Cái này cũng được mớ nữa nè cả nhà. Đó, được nhiêu đó cả nhà. Ở trần hôn luôn. Cái này được nhiêu nữa nè cả nhà. Cái cuối cùng cả nhà. Rồi, thành quả của mình nè. Dở dớn được nhiêu cả nhà. Trời mưa quá trời luôn à. Đó, vô mình làm món gì ăn cả nhà. Ép tươi gói luôn à. Nhảy ra sôi trời nó mưa. Đang chữ mưa nữa à. Đang rớt hột luôn. Mình chuyển dữ lắm luôn. Mình đặt vớn rồi, giá rồi cả nhà.
bão mưa quá trời đi dở được đi. Còn xong hết rồi. Bây giờ mình đi nấu bánh canh nha. Bánh canh tép thôi nha. Bây giờ nó nấm rồi. Mình cũng mua được cái giò heo này. Cái canh giò heo này. Bánh canh tép. Rồi, bắt đầu mình đi nấu nha cả nhà. Heo để vô cái chừng mà cái này cho nó ngọt. Mình bắt nước mình lột bánh canh luôn. Bánh canh sắc sẵn rồi mình luộc nước sôi lại nữa. Bánh canh sắc sẵn rồi, rồi mình luộc nước sôi lại. Mình muốn trụng sơ rồi nè các nha. Bây giờ mình đổ ra, rồi mình bỏ vô nước dùng. Tép cũng đâm sơ sơ rồi nè. Đâm thì mới ngọt đó các nha. Để nguyên tép, để nguyên nó không có ngọt. Bánh gươm mình cũng sắc ra luôn, nó ngọt nước. Nước canh, rồi bánh canh thì quá trời ngon rồi phải nhờ cơ. Quá trời hấp dẫn luôn. Canh tép, cả nhà ơi. Gươm mình xào nêm nếm gia vị rồi mình mới bỏ vô nè. Ngon lắm quá nhờ. Nhìn vào bánh canh hấp dẫn quá nhờ. Bánh canh tép, cả nhà ơi. Về cái phanh giò heo mở vô cho nó ngọt rồi mời cả nhà dùng bánh canh với chín nha. Quá trời ngon luôn, mới nhớ rồi. Quá hấp dẫn luôn cả nhà.